Xin chào tất cả các bạn, tôi là Liu Đinh, một trong những người sáng lập nên công ty Red Cap Motion. Chúng tôi tạo ra những câu chuyện sáng tạo bằng animation. Tôi mở khóa học online giúp các bạn tạo ra được những bộ phim như thế này. Chào mừng các bạn đến với khóa học Motion của tôi. Các bạn làm freelance thì các bạn sẽ cần gặp rất là nhiều freelancer khác. Lời khuyên của Liu, các bạn hãy gặp những người mà có tiếng, những người đã theo lĩnh vực này lâu năm để mà nghe những cái lời khuyên, nghe những câu chuyện của họ. Nhất là những bạn mới theo nghề. Thử hỏi mỗi lần freelancer gặp tụm 5, tụm 7 gặp nhau chửi khách hàng. Các bạn chỉ nói về những cái việc than phiền với khách hàng thôi thì Lô cũng chả hiểu các bạn sẽ học được gì từ nó. Hay bằng là các mình gặp các freelancer mình gặp nhau mình nói về những dự án rất là thú vị. Ví dụ như là anh đang làm cái dự án này rất là hay. Hay là em đang làm cái dự án này em cảm thấy rất là thú vị nhưng mà em không biết nói chuyện với khách hàng sao cả. Nhưng mà mình lấy cái lời khuyên thay vì mình tụm 5, tụm 7 chỉ để nói xấu khách hàng rồi nói xấu người này người kia. Lô rất là hay thấy cái việc này xảy ra. Lô không có muốn làm mất lòng ai cả nhưng mà chỉ nói sự thật thôi. Nếu mà mình muốn cho cái cộng đồng của mình, muốn cho cái khách hàng của mình phát triển tốt lên đó, thì mình hãy nói những cái câu chuyện tích cực xung quanh nó. Một cái quan trọng đó là nếu các bạn làm ở công ty mà các bạn làm freelance nữa thì hãy nhớ cân bằng cái công việc giữa công ty với việc làm freelance. Cái việc này rất là quan trọng. Thử hỏi đi. Bạn làm việc ở công ty rồi song song là bạn nhận được rất là nhiều dự án freelance chẳng hạn, rồi các bạn lơ là việc công ty, các bạn lo tập trung làm freelance, các bạn làm hai cái dự án rất là tuyệt vời luôn, các bạn bỏ lơ cái công việc công ty luôn, không quan tâm lời sếp nói luôn, làm ra sản phẩm cực kỳ tệ, khách hàng còn phải than phiền nữa. Việc này rất là quan trọng. Khi mà các bạn làm việc freelance với công ty thì phải cân bằng nó, phải phân biệt rõ ràng đâu là giờ giấc công ty, đâu là giờ giấc freelance. Các bạn phải làm thật tốt cho cả hai, bởi vì bạn phải có trách nhiệm với nó. Bạn làm ở công ty, thứ nhất là bạn phải có trách nhiệm với công ty rồi. Các bạn sẽ không lường trước những cái bước tiến, thăng tiến trong con đường sự nghiệp của mình, cũng như là những cái duyên khi mà các bạn làm việc hết mình trong một công ty nào đó. Freelance cũng vậy, nếu các bạn đã nhận một cái dự án nào thì hãy làm hết sức mình. Nếu mà ngủ ít thì các bạn cần phải ngủ ít. Nếu mà các bạn cần phải ít đi chơi lại để hoàn thành công việc thì ít đi chơi lại. Nói chung là làm gì cũng vậy, cái gì cũng phải có trách nhiệm với nó. Nhưng mà nhớ cân bằng cuộc sống. Còn đối với các bạn trẻ thì Lô khuyên là nên một trong những tình huống khi gặp ở freelancer nữa là đó là làm việc nhóm, đó là mình sẽ thí dụ như là mình nhận một dự án đó không phải là thế mạnh của mình, hay là mình sẽ cần phải có một người để vẽ chẳng hạn. Nhất là dự án animation thì mình không biết vẽ, mình cần một người có thể vẽ tốt. Thì nếu các bạn làm việc với nhau như vậy thì hãy cố gắng rõ ràng mọi thứ ngay từ ban đầu. Nhớ là tiền bạc. Hồi trước thì Lô không có kinh nghiệm cho nên Lô làm việc với nhiều người và dẫn đến cái mâu thuẫn với xích mích như vậy. Không nghĩ là cái người kia họ sẽ nghĩ như thế nào. Là mình phải chắc chắn là cái người làm việc với mình họ cũng phải nghĩ giống như mình. Thì như vậy mọi thứ nó mới rõ ràng. Ví dụ như là bạn nói là tôi trả cho anh 2 triệu để làm cái này. Thì chắc chắn người kia phải biết là họ làm xong cái dự án này, họ làm tốt thì họ mới nhận được cái 2 triệu đó. Chứ đừng có để người ta hiểu lầm 2 triệu chắc làm qua loa xong, hoặc là cái này 5 triệu mà sao 2 triệu thôi, thôi đợi làm xong đi mình thương lượng lại với nó. Thì làm việc đó là không nên. Hãy cố gắng rõ ràng mọi thứ ngay từ ban đầu, nhất là lần đầu tiên các bạn làm việc với ai đó. Mọi thứ rõ ràng, có giấy tờ thì càng tốt, như vậy sẽ hạn chế được cái những rủi ro. Đừng để làm việc với ai đó xong rồi kiểu giống như là lần đầu tiên với lần cuối cùng làm việc chung với nhau vậy. Như vậy rất là không nên, bởi vì cái cộng đồng thiết kế của mình rất là nhỏ. Một khi các bạn đã xích mích rồi, chắc chắn các bạn sẽ đi nói xấu người này người kia với người khác. Nói một hồi là cũng đụng nhau thôi. Cái thứ ba, làm freelance các bạn cũng cần phải biết marketing cho mình. Như là các bạn nên chọn cái phân khúc, các bạn nên chọn khách hàng. Ví dụ như là với cái công việc của bạn, thì khách hàng của bạn phải là những cái công ty corporate chẳng hạn. Những cái công ty ví dụ như là ngân hàng, những cái công ty hoặc là những cái công ty thiên về công nghệ, hoặc là khách hàng của bạn phải là những người làm quản lý hay như thế nào đó. Các bạn cần phải rõ ràng trong việc chọn phân khúc cho mình, thì như vậy các bạn mới gọi là sao ta, định vị được cái sản phẩm của mình đối với khách hàng mục tiêu. Đó là freelance cũng giống như các bạn đi kinh doanh vậy, cần phải biết một chút về marketing. Và giống như Leo nói đó, một khi đã làm kinh doanh rồi thì Facebook rất là quan trọng nè, portfolio rất là quan trọng nè. Đối tượng khách hàng của các bạn là ai, các bạn cũng cần phải nhận định rõ. Thị trường của các bạn là ai, các bạn cũng phải cần nhận định rõ. Vì dựa trên những cái đó các bạn mới biết là mình nên phát triển hướng nào cho đúng. Chứ là đừng có dự án nào cũng nhận, nó sẽ rất là lan man. Ví dụ như các bạn đang làm cho những công ty lớn đi, ví dụ như ngân hàng chẳng hạn, hay là một công ty về phần mềm rất là lớn chẳng hạn, các bạn đi làm logo cho một cái shop bé tí,
xong rồi để lên portfolio của mình. Nó rất là mâu thuẫn, nó làm cho cái portfolio của các bạn, thứ nhất là không đánh đúng cái đối tượng khách hàng mục tiêu, thứ hai là rất là lan man. Cho nên như Leo nói đó, hãy định vị rõ khách hàng của các bạn, định vị rõ cái phân khúc thị trường mà các bạn muốn nhắm tới. Và ngoài ra, nếu mà những bạn nào mới làm freelance đó, thì mình nên tập trung làm cái mà mình tốt nhất cái đã. Mình xây dựng những cái mối quan hệ, những cái sản phẩm tốt nhất, rồi sau đó các bạn hãy phát triển sang hướng khác. Đừng có mới ra làm freelance mà cái gì cũng nhận hết. Ví dụ logo không phải là sở trường cũng nhận. Vừa mới ra làm freelance mà tự nhiên mang tiếng xấu bởi vì thiết kế một cái logo quá tệ chăng? Thì như vậy sẽ không hay chút nào, đúng không? Cho nên như Leo nói đó, định vị khách hàng, định vị thị trường, định vị mục tiêu, và sau đó mình xây dựng cái portfolio của mình xung quanh nó, mình xây dựng các phương thức marketing. Nhớ là một cái name card nhé, name card đó là quan trọng. Một trong những lời khuyên đối với các bạn làm freelance đó là đừng có tắt điện thoại khi mà trễ deadline nhé. Như vậy cực kỳ không chuyên nghiệp luôn. Các bạn phải luôn giữ cái gọi là việc liên lạc thông tin với khách hàng của mình. Kể cả khi trễ deadline, chắc chắn các bạn sẽ bị chửi đó. Nhưng mà còn hơn các bạn tắt điện thoại, khách hàng không liên lạc được. Và từ đó thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến những cái mâu thuẫn. Rồi cực kỳ ghét là làm việc với ai mà khi mà mình gọi điện thoại để kiểm tra thôi, họ không nghe điện thoại. Hay là khi đến deadline rồi gọi tắt máy, không trả lời, xong rồi đùng đùng 1-2 giờ sáng gửi cái file qua. Lô hay là gặp rất tình huống này, những người mà như vậy thì lô chỉ làm việc một lần và thôi, không bao giờ làm việc lại nữa. Lô khi mà làm việc cho ai, ai cũng cần phải giữ cái mối liên liên lạc với mình còn phải luôn biết là cái dự án đến như thế nào, khách hàng họ họ sẽ luôn mong như vậy. Thì nếu mà gặp khách hàng nào hay hỏi nhiều quá thì các bạn có thể lên một cái timeline cụ thể, ví dụ như là ngày hôm nay em sẽ gửi cái này cho chị, hoặc là nếu mà các bạn bị trễ deadline các bạn có thể viết email là chị ơi hôm nay em làm không kịp nhưng mà em cũng đã làm được update công việc được bao nhiêu phần trăm như vậy rồi, em gửi qua cho chị xem trước, rồi ngày mai em sẽ gửi cái bản hoàn thiện. Mình hãy luôn rõ ràng với khách hàng của mình, ví dụ gặp vấn đề khó khăn gì thì mình hãy luôn nói với họ để mà có một cái hướng giải quyết cho cụ thể. Đừng tắt điện thoại, đừng cắt đứt liên lạc, như vậy sẽ không hay chút nào. Ví dụ như là các bạn thử đặt trường hợp đi, các bạn cắt đứt liên lạc với người ta, rồi sau đó các bạn làm xong các bạn gửi qua, xong các bạn kêu khách hàng thanh toán cho bạn, khách hàng cũng cắt đứt liên lạc với bạn luôn, rồi sao? Rất là đơn giản, hãy luôn giữ liên lạc nhé. Hãy luôn update cho khách hàng của mình, nếu mà trễ hoặc là gửi không kịp thì hãy luôn nói với họ. Cái Rocket Motion cũng vậy, ví dụ như là Leo hứa là 5 giờ gửi file đi, nhưng mà 5 giờ không có file, khoảng 7 giờ mới có, Leo cũng gọi điện thoại nói với khách hàng là chị ơi, cho em 2 tiếng nữa nha, thì em muốn đầu tư thêm một chút, hoặc là cho em 2 tiếng nữa nha, em tụi em cần một phần nhỏ thôi, tụi em đang cố gắng khắc phục. Mình hãy luôn cố gắng rõ ràng với khách hàng của mình, hãy luôn cố gắng liên lạc, giữ liên lạc với họ để họ luôn được cập nhật, thì như vậy cái công việc nó sẽ êm ru hơn. Hãy luôn chủ động, đừng để khách hàng gọi đến bạn rồi các bạn mới bắt đầu nói lý do này kia, hãy luôn chủ động với khách hàng của mình. Và khi làm freelance á, thì các bạn luôn nhớ đó là cập nhật những cái thông tin công nghệ. Thường khi mình làm freelance á, các bạn sẽ rất là bận bịu với cái công việc của mình, ví dụ như một tháng đó các bạn nhận 10 dự án đi và tháng nào cũng vậy, thì các bạn sẽ luôn quay cuồng trong công việc và vô tình thứ nhất là quên mất cái cuộc sống bên ngoài, cái thứ hai là quên mất cập nhật những cái thông tin. Hãy luôn cố gắng cập nhật những cái tin tức, xem mỗi ngày á, bỏ ra khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi gì đấy, xem những cái sản phẩm mới, xem những cái thông tin công nghệ, xem những cái tin tức xung quanh mình để mà luôn cập nhật với thị trường. Từ đó nó sẽ giúp ích cho cái công việc freelance của các bạn. Đừng có miệt mài quá với công việc mà quên những cái thông tin đó nhé. Mình đang sống trong kỷ nguyên số mà, hàng ngày mỗi thông tin đều cập nhật, mỗi giây thôi có khi là lại có những cái kiến thức mới nó được sinh ra. Đối với những bạn trẻ thì Lô khuyên các bạn là nên làm việc ở công ty trước rồi hãy làm freelance. Bởi vì sao? Khi mà các bạn làm việc ở công ty thì các bạn sẽ có rất là nhiều cơ hội thăng tiến. Một khi mà bước ra ngoài freelance á, thì các bạn sẽ bị quay cuồng với công việc, bị quay cuồng với các mối quan hệ, nhất là những người mới nữa. Và làm ở công ty các bạn sẽ được học hỏi rất nhiều thứ và các bạn không biết trước được. Mình còn trẻ mà, mình làm tốt mà, biết đâu trong công ty mình sẽ được thăng tiến lên quản lý, rồi lên sếp, lên CEO. Các bạn sẽ không lường trước được những cái việc đó. Các bạn hãy luôn đặt mục tiêu cho mình. Đừng mới nhảy ra mà nghe nhiều người nói về làm freelance rất là hay, nhiều người chém gió về công việc freelance rất là lợi, hay là nhiều người nói là freelance rất là giàu. Thank you.